ông đồng chí nào xung phong đúng không? Mời đồng chí, mời đồng chí, mời đồng chí Thúy Hậu. Đồng chí Hậu. Có. Ra vị trí, thực hiện nội dung. À, xin phép đồng chí tôi đóng cúc quần vào đúng không ạ? Quần của tôi vừa dài vừa rộng, tôi sợ ảnh hưởng khi mà mình bắt trên dây. Đồng chí ra vị trí. Đó. Cố lên. Trời ơi, mai chắc đau chủ lắm. Cố lên em ơi. Chuẩn bị. Không được. Lên dây. Ui. Ui. Bé nhưng mà nó nhẹ. Bé hơn khi lại ok. Dễ hàng các ông chí cổ vũ rồi đồng chí ạ, thực hiện hết quãng đường nào. Cố lên Sau khi thực hiện xong nội dung, đồng chí cảm nhận như thế nào? Tôi rơi não luôn xuống rồi, tôi không nghĩ được gì nữa ạ. Được, đồng chí về hàng. Dạ. Khánh Vân có thấy hai đồng chí làm tốt không? Đồng chí Diệu Nhi và đồng chí Thúy Hậu. Qua việc nắm nội dung ngay sau khi tôi tổ chức giới thiệu, các đồng chí đã thực hiện được. Ở đó thì đồng chí Thúy Hậu và đồng chí Diệu Nhi. Đây là hai đồng chí đội trưởng. Đây là hai đồng chí đội trưởng. Các tổ chú ý. Bắt đầu. Chưa đi. Sorry. Lại cứ tưởng là lên luôn rồi. Cố lên chị ơi. Cố lên Nhi ơi. Sắp tới rồi. Bảo hiểm chỉ đỡ không để người tập ngã rơi đập đầu xuống đất. Cố lên. Hay quá Nhi ơi. Giỡn á. Cố lên Nhi ơi. Bảo hiểm chú ý không chạm vào người tập. Hả ơi, cố lên. Bà làm được ý người, cố lên. Ý ơi, cố lên. Bình tĩnh thôi, không sao hết, bình tĩnh. Cố lên. Cố lên Yến. Yến làm được. Chậm thôi. Cố lên Yến ơi. Yến làm được, bình tĩnh thôi Yến ơi. Không sao hết, bình tĩnh thôi. Đầu tay cũng không đối được vào nhau luôn. Cố lên Yến ơi. Lên luôn. Không sao, lên tiếp, không sao cả. Đúng rồi, cứ bình tĩnh từ từ vậy thôi Yến ơi, không cần gấp Yến ơi. Bảo hiểm chú ý không đỡ cho người tập. Yến ơi, sắp về đất rồi. Cố lên Yến ơi. Sắp về đất rồi Yến ơi, bà làm được. Bay trước xong chân sau em ơi, đừng đi cả hai một lúc. Nửa đường rồi. Ráng nữa, hai bước nữa. Diễn ơi, cố lên. Ông hả? Cố lên Diễn ơi. Hay quá ơi. Cố lên hả ơi. Giỏi quá. Sắp hết. Cố lên. Diễn ơi, không sao. Giỏi quá rồi. Cố lên. Cố lên.
báo cáo đồng chí mũi trưởng, cảm thấy dùng lực tay rất là nhiều, lực tay và lực chân phải bám chắc ạ. Hết. Thấy kinh khủng quá, thấy ghê, thấy sợ quá, thấy làm không nổi đâu. Nói cái việc nhảy lên cầm cọng dây em không biết em cầm được không nữa. Mời đồng chí khác, mời đồng chí khác, mời đồng chí khác. Đồng chí Kỳ Duyên. Báo cáo đồng chí mũi trưởng, tôi thấy rằng là động tác này là một động tác đòi hỏi lực tay rất là cao, và ngoài ra thì phải có một sự di chuyển rất là nhanh. Bởi vì nếu mà mình không di chuyển nhanh thì lực đè lên tay rất là nặng và mình sẽ không có thể đi được đến đích ạ. Bây giờ đồng chí nào sẽ xung phong lên thực hiện nội dung này trước? Đồng chí Diệu Nhi. Đồng chí ra vị trí làm công tác chuẩn bị. Cố lên. Mình đã cố tình nhìn đi chỗ khác. Bình thường có chị Thư là chị Thư Phương Phong rồi đấy. Bây giờ đã sưng to rồi, thấy không? Để nguyên mai là rồi sẽ còn tím lại nữa. Tối nay là sẽ về phòng quân y, sẽ lấy thuốc và chú chuẩn bị. Dạ, nhưng mà nếu như vậy thì ngày mai con vẫn có thể hoạt động được đúng không ạ? Nếu như mà từ giờ đến tối dùng thuốc rồi các thứ mai mà nó đi lại nó nhẹ nhàng hơn thì mới hoạt động được. Tối nay mà thường chú xử lý mà không được là mai phải dùng nặng. Một cảm xúc là cực kỳ bất lực. Nó bất lực mà nó thực sự ra ngồi coi các đồng chí leo trên đó thì rất là ngứa tay ngứa chân. Đồng chí Diệu Nhi ra vị trí làm công tác chuẩn bị. Ủa lỡ mà ngã xuống thì sao? Cát mà. Cát đau mà. Xong ạ. Chuẩn bị. Tư thế chuẩn bị như thế nào? Lên giày. Nhấc cơ bụng, bắt hai chân lên. Ôi. Làm lại. Lên giày. Vấn đề là mình phải bật được cái bông nó khó cực. Hả? Yeah, cố lên chị Nhi ơi. Leo đi, đừng có đứng, đừng mất sức ấy. Cố lên, nè. Đi. Dạ quá. Cố lên. Cố lên. Thôi chị ơi, đến nơi rồi. Đồng chí Nhi, thôi tập. Quá đau. Đau cả chân cả tay. Bởi vì mình nặng quá, cái dây đó nó ấy mình xuống. Khá đau và khá mỏi tay. Rồi đồng chí tại vị trí thả lỏng tay. Lần tiếp theo đồng chí nào xung phong thực hiện nội dung? Phải nhìn anh, không nhìn anh kêu á. Trời ơi, có tôi trong hàng là tôi xung phong liền. Dạ được ạ. Dạ được ạ. Dạ thử ạ. Quyết tâm ạ. Lại là đồng chí Thư à? Bản thân tôi chưa bao giờ muốn thể hiện bản thân mình là chị đại hay chị cả gì cả. Nhưng mà tôi nhìn năm bạn còn lại á, tôi đều thấy bản thân mình trong đó. Mình cũng đã trải qua những độ tuổi đó rồi, mình có những cái kinh nghiệm, mình có thể chín chắn hơn một chút. Thì vô tình là cái cách mình biểu hiện thì nó sẽ người lớn hơn tí xíu. Không đồng chí nào xung phong đúng không? Mời đồng chí Thúy Hậu. Đồng chí Hậu. Có. Ra vị trí thực hiện nội dung. Xin phép đồng chí tôi